Thưa quý vị, trồng nấm hiện nay là hướng sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nông dân áp dụng bởi nấm là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đầu ra lại rất ổn định. Hơn nữa, nấm là loại thực phẩm rất sạch và an toàn. Quá trình canh tác cũng không cần sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Vì thế, phong trào sản xuất nấm đang được nông dân hưởng ứng mạnh mẽ. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều nông dân không còn sản xuất đơn lẻ mà cùng nhau thành lập các mô hình liên kết sản xuất, cùng nhau chia sẻ cách làm giàu từ cây nấm. Khu đất ven đê rộng hơn một sào này của gia đình bà Nguyễn Thị Hường ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bà Hường cho biết, hơn chục năm về trước, khu đất này bà trồng táo, cả năm mới được thu hoạch một lần, lợi nhuận không được nổi vài triệu đồng. Từ khi được chuyển nghề và tham gia mô hình liên kết sản xuất nấm bảo ngư, gia đình bà Hường đã có thêm thu nhập khấm khá hơn. Từ nấm mà bà có tiền chục triệu, trăm triệu để ổn định cuộc sống và có phần dư giả kiến thiết nhà cửa. Cứ hai ông bà nhà làm thì cứ mỗi cuối năm thì lại gì cứ tiêu pha rồi cũng còn mấy chục triệu. Năm vừa rồi thì nhà tôi cũng xây chữa sửa lại nhà. Đấy, cũng sửa lại cái nhà. Lúc trước nhà nó chỉ tầng 1 thôi, bây giờ nhà tôi xây lên tầng 3. Nên gọi là khang trang, sửa sang lại cũng phải làm lấm thì cũng mới có tiền làm được như thế, chứ còn làm ruộng thì lấy đâu ra. Nghề trồng nấm không mới nhưng vẫn rất hiệu quả, giúp nhiều hộ dân trong vùng thoát nghèo vươn lên làm giàu và chính thức đổi đời nhờ trồng nấm bảo ngư an toàn. Từ một hộ đầu tiên năm 2008 đến nay đã có hơn 100 hộ vùng bên kia sông Đuống nuôi trồng nấm. Tính trên cái thu hoạch của nấm thì một cái lợi nhuận cho gia đình tôi là thu nhập cũng tương đối cao. Với cái diện tích trồng như này thì thu nhập bình quân trên một năm thì chúng tôi trừ hết chi phí rồi nó được tầm 350 triệu. Làm ở đây thì nếu mà theo hàng tháng thì cháu nó cũng giả độ 5 triệu 5 triệu một tháng. Thế còn nói chung là đóng bịch như này, đóng bịch thì vào bịch, khi bắt đầu làm nhiều mà vào bịch nhiều thì tôi đóng khoán, đóng khoán thì được hơn, thì mỗi ngày cũng được hơn 200 một ngày. Sản xuất an toàn, có tem mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm nấm này đã có mặt tại thị trường Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận. Với sản lượng hơn 300 kg nấm sò một ngày, nhưng hợp tác xã này chưa có đủ hàng để cung cấp ra thị trường. Toàn bộ sản phẩm nấm ở đây đều do các hộ kinh doanh đến tận nơi đặt mua. Tôi thì lại được cái là thương nghiệp ở làng Tư Thế thì dân thì rất đông. Hiện tại thôn Tư Thế là bây giờ cỡ khoảng độ hơn 4.000 dân. Thế nhưng đại đa số dân mua nấm ăn là về đều khen ngon và đảm bảo chất lượng. Sản xuất nấm bảo ngư theo chuỗi không chỉ khuyến khích các hộ nông dân địa phương áp dụng mô hình trồng nấm sạch, tăng thu nhập mà còn tăng sản lượng thực phẩm nấm sạch, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.